Chào mừng anh em quay trở lại với Tech Room. Máy tính bảng Android đang chết dần là một cái sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi, nhưng đó không phải là câu chuyện liên quan tới những chiếc Galaxy Tab của Samsung, bởi vì thương hiệu này đã chọn một nước đi riêng và nâng tầm đẳng cấp của dòng sản phẩm này lên một tầm cao hoàn toàn mới với chiếc Tab S7 Plus ở đây. Và đây chính là bài đánh giá chi tiết Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Từ trong ra ngoài, chúng ta bắt đầu với ngoại hình của sản phẩm này. Galaxy Tab S7 Plus có một thiết kế thật sự sang trọng. Nhưng mà nếu nói nó có đổi mới nhiều so với Tab S6 hay không á, thì không. Sản phẩm này vẫn có khung nhôm và một thiết kế vô cùng mỏng nhẹ. Vậy thì nâng cấp lớn ở đâu? Mình xin đảm bảo đó chắc chắn là nằm ở màu sắc. Đó chính là điểm là mình cảm thấy hứng thú về mặt ngoại hình nhất của sản phẩm này so với người tiền nhiệm. Vật liệu nhôm vẫn còn ở đó, một cái độ mỏng thật sự đáng kinh ngạc. Đặc biệt được ốp lên đó một lớp áo màu vàng đồng mới, khiến cho sản phẩm trở nên sang trọng và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Giữa nhiều màu sắc của Samsung Galaxy Tab S7 Plus thì màu đồng huyền bí mới này chính là chân ái của mình. Ngoài chất liệu ra thì khả năng hoàn thiện của sản phẩm này cũng thực sự rất là tốt, với những đường cắt vuông vức và đường phay xước chạy xung quanh thân máy. Khi mà gặp gỡ đối tác, meeting, họp hành thì bạn rất là dễ dàng tạo ấn tượng tốt với đối phương nhờ vào một sản phẩm mà mình nghĩ là rất là có gu như Galaxy Tab S7 Plus. Tiếp theo là đến với màn hình hiển thị. Samsung Galaxy Tab S7 Plus có một màn hình thật sự lớn 12.4 inch, độ phân giải cao, lại là tấm nền Super AMOLED. Sản phẩm này là sản phẩm có kích thước lớn nhất của Samsung từ trước tới giờ sử dụng tấm nền Super AMOLED, đặc biệt là khi kết hợp với tần số quét cao 120Hz giúp hiển thị những nội dung chuyển động mượt mà hơn. Và Samsung cũng trang bị thêm tính năng lọc ánh sáng xanh trên cái màn hình của sản phẩm này, giúp chúng ta sử dụng sản phẩm này cả ngày dài mà cũng không lo có những cái mối nguy hại về mắt. Phần viền màn hình của sản phẩm này là tương đối mỏng và mang lại một cái vẻ tinh tế trong thiết kế màn hình. Tuy nó không phải mỏng như màn hình điện thoại vì chúng ta cần chỗ tì tay, nhất là với một sản phẩm mà có trọng lượng lên tới khoảng 500g như chiếc Galaxy Tab S7 Plus này. Thật tuyệt vời nếu có một ngày cuối tuần nào đó mình được ôm Galaxy Tab S7 Plus để mà cài Netflix. Chất lượng hình ảnh vượt trội này, 4 loa stereo đến từ AKG và dung lượng pin 10.900 mAh giúp cho sản phẩm này có thể mang lại một trải nghiệm xem phim, xem Netflix tuyệt vời nhất. Tiếp theo mình sẽ nói về cấu hình. Nhiều người nói đùa rằng Samsung có vẻ còn ưu ái cho Galaxy Tab S7 Plus hơn cả những dòng điện thoại cao cấp của hãng, khi nó đã sở hữu con chip đầu bảng Qualcomm Snapdragon 865 mạnh mẽ. Nhờ việc được sử dụng SoC đầu bảng đến từ Qualcomm giúp cho sản phẩm này mang lại trải nghiệm mượt mà trong hầu hết tất cả những tác vụ mình sử dụng, kể cả một tác vụ cực kỳ nặng là chơi game PUBG Mobile với tần số quét 120Hz trên màn hình của sản phẩm này thì cũng không thể làm khó đường chiến Galaxy Tab S7 Plus của mình. Video test game thì mình để bên dưới, các bạn có thể theo dõi lại. Ngoài ra, dung lượng RAM mặc định mà Samsung cung cấp cho dòng máy tính bảng này là 6GB, nghe có vẻ là hơi khiêm tốn. Nhưng mà thật sự thì mình chưa bao giờ dùng hết toàn bộ 6GB của sản phẩm này, ngay cả khi đa nhiệm rất nhiều ứng dụng nữa. Điểm tiếp theo cũng là quan trọng nhất trong video đánh giá lần này, mình muốn đề cập tới chiếc Galaxy Tab S7 Plus, chính là khả năng phục vụ công việc cực kỳ tốt. Cũng là điểm mà Samsung đã chọn hướng đi riêng cho dòng sản phẩm này, để không bị lặp vào cái con đường chết của những chiếc máy tính bảng Android khác. Không chỉ đơn giản là giải trí hay là phục vụ được một số công việc đơn giản nhẹ nhàng, Galaxy Tab S7 Plus đối với mình là một sản phẩm có thể làm tốt được nhiều công việc đa nhiệm và hạt co hơn nữa. Nhưng đương nhiên phải có phụ kiện đi kèm: S Pen, bao da kim bàn phím và Dex Mode. Dex là chế độ được cài đặt sẵn trong máy. Bút S Pen thì các bạn sẽ được tặng kèm, tuy nhiên bao da này thì các bạn sẽ phải mua riêng. Nhưng mà mình có một thông tin muốn đề cập đến các bạn ở đây, chính là việc nếu các bạn đặt trước sản phẩm này ngay thời điểm hiện tại, ngày 10 là ngày hạn cuối cùng, thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được, chắc chắn nhận được cái bao da này khi mua kèm với chiếc Galaxy Tab S7 Plus. Khi điện thoại ngày càng có màn hình lớn hơn và giá trị của những chiếc máy tính bảng không còn hiện hữu rõ ràng như trước nữa, thì Samsung nhanh chóng chuyển dòng Galaxy Tab của mình thành một sản phẩm cực kỳ mạnh mẽ cho công việc. Và Tab S7 Plus chính là sản phẩm hoàn thiện nhất cho triết lý đó. Đầu tiên là S Pen, sản phẩm này được tặng kèm cây bút với toàn bộ những tính năng cao cấp có sẵn trên Note 20 Ultra, tức là bút của Note 20 Ultra và bút của Galaxy Tab S7 Plus là hoàn toàn giống nhau về mặt tính năng. Nhưng viết vẽ trên cây bút này mình nghĩ là sướng hơn bút của Note 20 Ultra nữa. Tại sao ư? Bởi vì nó lớn hơn, cảm giác cầm, nắm, viết nó sẽ thật hơn so với cây bút khá bé của Note 20 Ultra. Đầu viết mảnh cũng mang lại một cảm giác viết rất là thật. Cây bút này giống như Note 20 Ultra cũng được trang bị cái độ trễ rất là thấp khi mà sử dụng trên màn hình 120Hz của sản phẩm, giúp cho cảm giác viết vẽ chân thật hơn rất nhiều. Và đương nhiên thì cây bút này cũng được trang bị đầy đủ các tính năng lệnh không chạm mới để điều khiển sản phẩm này từ xa. Nếu các bạn trên điện thoại không nghĩ tới việc là những cái lệnh không chạm nó dùng để làm gì, thì với Galaxy Tab S7 các bạn sẽ tận dụng được rất nhiều. Ví dụ như điều khiển slide chẳng hạn, trong buổi thuyết trình nào đó các bạn dùng S Pen để điều khiển slide, có phải trông rất là ngầu không? Việc sử dụng cổng USB-C cùng với đó là ứng dụng file rất là thân thiện cũng hỗ trợ sản phẩm này làm việc tốt hơn cho những người mà cần làm việc đa phương tiện giống như mình.
chỉ cần ghim thẻ nhớ cộng UPC ở đây thì mình đã có thể làm việc thoải mái, truy xuất file một cách dễ dàng, chứ không như một số chiếc máy tính bảng khác cũng có cổng C, cũng có ứng dụng file, nhưng mà việc import file hay là xuất file thì lại khó khăn hơn nhiều. Còn để làm việc được nhiều hơn, được hiệu quả hơn thì đừng quên vuốt thanh thông báo trạng thái xuống, chọn vào Desk Mode. Một chân trời mới sẽ mở ra, giúp bạn tận dụng hiệu quả hơn chiếc máy tính bảng của mình cực kỳ nhiều lần. Đừng quên, hãy gắn thêm bàn phím tặng kèm của Samsung, vừa có trackpad, vừa bảo vệ chiếc máy được tốt hơn. Nếu bạn vẫn chưa biết Desk là gì, thì ở chế độ này, Galaxy Tab S7 Plus sẽ hoạt động với một giao diện gần giống Windows và hỗ trợ tốt hơn cho việc làm việc với đai cửa sổ. Cùng với bàn phím thì Galaxy Tab S7 Plus sẽ không khác gì một chiếc laptop thứ thiệt cả. Tất cả các công cụ làm việc như Word, Excel, PowerPoint hay là bộ G Suite hoặc là Lightroom, Photoshop đều có hoạt động ổn định trên cái giao diện Desk này của Tab S7 Plus. Ngoài ra, các ứng dụng khi chạy trên chế độ Desk này thì được kéo ra hoạt động gần giống như giao diện trên PC. Các tab và cột thể hiện được nhiều thông tin hơn, chứ không chỉ là giao diện gần giống điện thoại như chế độ thông thường. Do vậy, các bạn sẽ tận dụng được không gian làm việc hiệu quả hơn trên sản phẩm này. Như mình nói lúc nãy thì sản phẩm này chỉ có 6GB RAM, nghe hơi khiêm tốn nhưng mà thật sự mình sử dụng Desk này và đa nhiệm cực kỳ nhiều ứng dụng trên một màn hình chính đi nữa thì sản phẩm này cũng không hề bị lót lại bất cứ ứng dụng nào, mượt mà chuyển đổi nhanh chóng các ứng dụng với nhau. Chiếc flip cover kim bàn phím mà Samsung tặng kèm khi các bạn đặt trước ở đây cũng có hàng phím chức năng bên trên giúp các bạn điều khiển cái máy tính bảng mà không cần chạm vào. Kết hợp với jackpad nữa thì các bạn sẽ luôn giữ được cho cái màn hình của sản phẩm này sạch sẽ mà không bị dính lại mồ hôi dưới bàn tay. Ngoài ra, khi kết hợp với bàn phím này thì những combo phím quen thuộc các bạn sử dụng trên Windows thì cũng thể áp dụng được trên sản phẩm một cách nhanh chóng mà không cần phải làm quen lại từ đầu. Vậy thì sản phẩm này có điểm yếu gì không? Câu trả lời là có. Nếu các bạn không sử dụng chế độ Desk hay không sử dụng bàn phím ngoài thì sản phẩm này không còn mạnh mẽ được như trước nữa. Đây là lý do tại sao mình nói Desk là một cái điểm cực kỳ quan trọng trên sản phẩm. Giao diện Android thuần túy không thể mang lại trải nghiệm hiệu quả và khai thác tốt được màn hình lớn của sản phẩm này. Và đôi khi một số ứng dụng cũng không thể hoạt động tốt được ngay cả trên ứng dụng Desk bởi vì sự tương thích. Dù số lượng ứng dụng này thì cũng không quá nhiều. Thứ hai nữa, nếu các bạn không có bao da gắn ngoài thì sản phẩm này là khá nặng nề nếu phải cầm nắm và sử dụng bằng hai tay. Và những đường các vuông vức mình khen lúc nãy trong nam tính mạnh mẽ nó sẽ cấn vào tay bạn, cầm nắm lâu sẽ không hề thoải mái một chút nào. Hay ngay cả vị trí đặt bút ở đây, đúng là khá thông minh và hiệu quả, nhưng mà nếu các bạn đặt cái bút này ở trên bàn nó sẽ cắn lên và đôi khi nó sẽ rơi cái bút ra bởi vì nam châm hít không thể mạnh bằng việc được bao da bảo vệ được. Do vậy nên gần như bắt buộc nếu các bạn đã mua được Galaxy Tab S7 Plus thì phải có thêm cái flip cover kim bàn phím ở đây để khai thác được hết toàn bộ hiệu năng sử dụng của sản phẩm này. Tổng kết lại, mình sẽ áp dụng ngay với bản thân mình, một nhân viên văn phòng nhưng mà hơi quá chuẩn một chút do phải thường xuyên đi lại và làm việc nhiều với các nội dung hình ảnh các thứ, thì Galaxy Tab S7 Plus có thể đáp ứng cực kỳ tốt nhu cầu của mình. Toàn bộ các thứ mình làm trong vài ngày vừa qua, Tab S7 Plus có thể hoàn toàn thay thế chiếc laptop. Còn nếu bạn vẫn đang nghi ngờ một chút về khả năng thực sự của chiếc máy tính bảng này thì bên dưới phần mô tả video mình để được link một bài viết trên diễn đàn Techroom. Nội dung và hình ảnh trong bài viết đó được mình sản xuất thông qua Tab S7 Plus, Flip Cover và S-Band của chiếc máy này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.